Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất, mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo iRoup uy tín chất lượng ở trên hai cái nhóm này. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái sự kiện, một cái kèo iRoup đến từ cái sàn Walnut để cho chúng ta ăn chia 1 triệu cái đồng token Ray. Thì cái sự kiện này thì nó sẽ còn 14 ngày 2 giờ nữa thì sẽ kết thúc cái sự kiện này, cho nên anh em chúng ta sẽ càng làm càng sớm càng tốt để chúng ta có thể trúng vào cái phần thưởng dây này từ cái sàn OneNote này nhé. Thì cái kèo iRoup, mà tất cả cái kèo iRoup mà đến từ cái sàn OneNote này thì đều là cái kèo uy tín chất lượng, cho nên các bạn hoàn toàn chúng ta có thể yên tâm. Rồi, ở đây thì các bạn truy cập vào cái trang mà nhiệm vụ, mình sẽ để link này ở dưới phần mô tả. Thì cái thông tin của cái sự kiện này thì như sau: nhằm lan tỏa dây wireless tới mọi người về một sản phẩm ví DeFi tiện lợi, an toàn và dễ sử dụng, đội ngũ xin giới thiệu chương trình review dây wallet nhận ngay dây token. Tất cả người dùng sẽ nhận được dây token khi tham gia và chia sẻ cảm nhận, đánh giá của mình về ứng dụng dây wallet trên Google Play hoặc là trên App Store. Những ý kiến đóng góp này đều được dây tiếp nhận, xem xét kỹ lưỡng và liên tục cải thiện sản phẩm. Phần thưởng là 800.000 dây token dành cho 16.000 người dùng đầu tiên hoàn thành tất cả các bước. Thứ hai là 200.000 dây token dành cho 1.000 người dùng có đánh giá hay nhất. Đó, thì chúng ta sẽ tham gia vào, chúng ta đánh giá cũng như là chúng ta làm cái nhiệm vụ để chúng ta nhận cái phần thưởng. Thì cái chương trình sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 16 tháng 5 cho đến 20 giờ ngày 31 tháng 5. Hết tháng này thì nó sẽ kết thúc. Tải ứng dụng, nếu như các bạn chưa có ứng dụng ví Wallet thì phía ví dây Wallet này thì chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta tải, hoặc là các bạn có thể kích vào link mình để cái phần mô tả đấy, các bạn kích vào các bạn tải, các bạn tạo VIP, tạo cái ví. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào cái, các bạn kéo lên, các bạn sẽ bấm vào cái phần tham gia iRoup. Rồi ở đây thì các bạn hãy chọn một cái tài khoản mà các bạn tham gia cái nhiệm vụ này, thì các bạn hãy kích vào cái địa chỉ mà nó tương ứng với cái và tài khoản mà chúng ta đăng ký ở trên sàn OneNote hoặc là trên cái ví dây wallet là được nhé. Ok, thì ở đây thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ đầu tiên, đó là chúng ta sẽ theo dõi dây Twitter. Cái này nếu như các bạn làm nhiều cái nhiệm vụ từ cái ví này rồi thì các bạn không phải làm nhiều nhiệm vụ nữa. Còn ở đây thì mình đã có nhiều cái tài khoản cho nên là mình sẽ phải tham gia lại. Ở đây các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều cho mình. Rồi các bạn quay trở lại. Nhiệm vụ đầu tiên chúng ta đã xong. Thứ hai là chúng ta tag 3 người bạn và chúng ta sẽ đặt hashtag. Cái từ hashtag này thì các bạn copy cho mình cái hashtag này, các bạn kích vào link này. Rồi cái bài này thì các bạn kích vào đây. Chúng ta sẽ comment. Các bạn cách xuống. Các bạn tag cho mình 3 người bạn vào nhé. Đó, các bạn tag 3 người bạn, sau đó thì các bạn dán cho mình cái hashtag mà chúng ta copy lúc nãy, các bạn dán vào. Thế thôi, sau đó các bạn bấm trả lời cho mình. Rồi các bạn quay trở lại cái trang nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta đã hoàn thành. Ở đây thì chúng ta sẽ tham gia dây Telegram, các bạn kích vào đây. Chúng ta sẽ join vào cái nhóm Telegram của cái ví này. Ở đây thì nếu như các bạn tham gia những cái nhiệm vụ trước rồi thì chúng ta đã tham gia rồi. Ở đây thì các bạn kích vào cái bài này. Các bạn nhấn giữ. Các bạn vào bấm tìm, sau đó các bạn nhấn giữ nhé. Đó, các bạn comment vào đây để cho cái con bot nó xác định là mình đã tham gia cái nhiệm vụ này. Rồi, như vậy là xong nhé. Các bạn quay trở lại cái trang nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ 3 chúng ta đã hoàn thành. Tiếp theo chúng ta sẽ join vào cái nhóm Telegram dây của cái Twitter, của Telegram. Các bạn kích vào đây. Ở đây thì các bạn mình nghĩ đã join rồi. Nếu các bạn chưa join thì chúng ta đã join. Còn ở đây thì chúng ta sẽ bấm tìm. Ở đây thì các bạn tham gia thì các bạn comment vào các cái nhóm bài của họ. Thế thôi. Rồi các bạn quay trở lại cái trang nhiệm vụ này. Ở đây thì người ta yêu cầu chúng ta là gửi cái username của Telegram, thì các bạn quay trở lại Telegram, các bạn back lại cho mình. Các bạn quay trở lại nhé. Cái trang đầu tiên này các bạn bấm vào 3 gạch. Tiếp theo các bạn nhấn vào setting này, các bạn nhấn giữ vào đây. Nó hiện lên cái chữ copy thì các bạn copy cho mình cái link này. Rồi các bạn quay trở lại cái trang nhiệm vụ, các bạn dán vào cho mình nhé. Đây các bạn dán vào, các bạn bấm, mình xin lỗi,
cái này nó lại nhảy rồi, cái này dán vào đây nhé, mình dán vào đây chứ không phải nhà mình nhìn nhầm, mình dán dòng bên dưới. Rồi các bạn dán vào. Rồi, cái này thì mình sẽ xóa đi. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ này. Các bạn kích vào. Ở đây thì các bạn hãy bình luận cho mình. Các bạn có thể tham khảo những cái câu bình luận của họ đang bình luận đây nhé. Đó. Ở đây thì các bạn chúng ta sẽ bình chọn, do mình là mình đã bình chọn rồi. Cho nên là mình sẽ chụp lại cái hình này. Đó. Sau đó các bạn quay trở lại trang nhiệm vụ. Đây các bạn dán cái link vào, các bạn upload cái ảnh mà các bạn vừa chụp lên đây. Rồi tiếp theo đến cái phần nhập địa chỉ BSC của cái ví Zwinet nhé. Chúng ta phải lấy cái địa chỉ BSC ở cái ví Zwinet. Đây, cái ví Zwinet. Nếu như các bạn chưa có tài khoản ở cái ví này thì các bạn hãy tạo ví. Sau đó thì các bạn đăng nhập vào ví nhé. Rồi, đã đăng nhập vào. Các bạn ở cái phần mạng lưới này các bạn đổi cho mình. Các bạn đổi cho mình mạng BSC Scan, BSC, BLB như nỗi các bạn. Khi các bạn tham gia thì những cái dự án này thì các bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên rất là nhiều những cái phần quà từ cái ví này, vì nó là cái ví mới nên nó phân phối rất là nhiều những cái phần thưởng. Các bạn bấm vào nhận này. Rồi ở đây thì các bạn bấm chọn cái đồng BLB, các bạn sao chép cho mình. Rồi các bạn quay trở lại cái trang nhiệm vụ. Ở đây thì các bạn dán cho mình cái link vào đây thôi. Cái địa chỉ ví vào đây. Rồi, sau đó các bạn bấm vào tham gia iRope. Như vậy là chúng ta đã tham gia xong, chương trình đã nhận thêm nhiều phần thưởng hấp dẫn. Rồi, tiếp theo ở đây thì các bạn bấm vào đây, chúng ta sẽ lấy cái link. Đó, chúng ta sẽ sao chép cái link này, chia sẻ cho bạn bè để chúng ta sẽ có cơ hội vào chúng và cái sự kiện này nhiều hơn nhé các bạn. Thì cái sự kiện này thì nó sẽ còn 14 ngày nữa, chúng ta sẽ làm càng sớm càng tốt. Sau khi các bạn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì bạn sẽ có 80 điểm. Cái lượt giới thiệu thì ở đây thì mỗi một lượt giới thiệu thì bạn sẽ nhận được thêm 1 điểm nhé. Đó, mỗi một lượt giới thiệu bạn sẽ nhận thêm được 1 điểm, và càng nhiều điểm thì các bạn sẽ càng có nhiều cơ hội trúng vào cái kèo này hơn. Rồi, ok, thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây. Khi nào có cái thông báo về cái việc mà phân phối cái token này về ví thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở cái video lần sau, hoặc là ở trên các cái nhóm Telegram cũng như là nhóm Zalo của kênh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.